chào các bạn, sau đây là video hướng dẫn sử dụng bếp từ đôi Kruger, mã là BIH6600EU. Để khởi động bếp thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái phím biểu tượng nguồn như này, giữ từ 1 đến 3 giây. Lúc này hai bên lò bếp bắt đầu được kích hoạt, thì các bạn chỉ cần vuốt từ phím 1 cho đến phím 9, biểu tượng cho công suất từ 1 đến 9. Tương tự như thế đối với bên lò bên trái, bạn cũng vuốt như thế. Thì lúc này bên lò tay phải sẽ về mức công suất 7. Đây gọi là tính năng chia sẻ công suất, giúp ổn định nguồn điện cho bếp. Các bạn vuốt cái lò bên tay trái lên, tay phải lên, thì cái lò bên tay trái sẽ mặc định về mức công suất 7. Tương tự như thế thì cái bên này cũng thế. Tiếp theo là cái tính năng hầm 60 độ C. Đây có biểu tượng hình làn khói như này. Để chọn vào cái tính năng hầm 60 độ C này, các bạn kích vào chọn bàn phím có biểu tượng nháy nháy như này, các bạn kích vào biểu tượng hầm 60 độ C. Lúc này trên bàn phím sẽ có biểu tượng hình chữ U. Lúc này bếp đang được giữ ấm với mức nhiệt là 60 độ C. Tương tự như thế, bàn phím bên lò bên tay trái này các bạn cũng thao tác như thế. Còn muốn bỏ cái tính năng hầm 60 độ C đi thì các bạn chỉ cần ấn vào cái nút hầm 60 độ C này, cái tượng này. Tiếp theo là tính năng booster. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là cái biểu tượng hình chữ B, dấu gạch trên gạch dưới. Đây là tính năng booster, đẩy công suất lên mức cực đại. Để thao tác tính năng booster này, các bạn kích vào biểu tượng lò nướng và lò nấu, và các bạn kích vào tính năng booster. Tương tự như thế thì đối với bên lò tay trái, các bạn cũng thao tác như thế. Và khi đẩy công suất lên mức cực đại này thì bên lò bên tay phải sẽ trở về mức công suất 6. Tương tự như thế thì khi chuyển lò bên tay phải lên mức cực đại thì lò bên tay trái cũng về mức công suất 6. Tiếp theo là tính năng khóa bàn phím trẻ em. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là biểu tượng có hình cái khóa ở đây. Thì các bạn chỉ cần giữ tay vào đây từ 3 đến 5 giây. Thì lúc này hai bên bàn phím của bạn sẽ không thao tác được. Đó. Và trên cái bảng điều khiển nó sẽ hiển thị dòng chữ là lock viết tắt, tức là chữ LO. Để bỏ tính năng khóa bàn phím thì các bạn giữ lại vào cái nút biểu tượng khóa này từ 3 đến 5 giây. Thì nó sẽ bỏ cái khóa bàn phím và các bạn lại thao tác được như bình thường. Tiếp theo là tính năng hẹn giờ. Để hẹn giờ cho từng vùng nấu thì các bạn sẽ thao tác chọn vùng nấu và nhấn vào cái phím tăng giảm thời gian. Ở đây đơn vị là phút. Và tối đa các bạn có thể hẹn lên được 99 phút. Ở đây thì sẽ có cái biểu tượng hình đèn này. Bên tay phải thì hiển biểu thị cho là đang hẹn giờ cho bên lò bên tay phải. Tương tự như thế thì các bạn muốn hẹn cho lò bên tay trái thì các bạn chạm vào bên tay trái và các bạn chọn tăng giảm thời gian. Thì lúc này ở bên trên màn hình sẽ hiển thị cái biểu tượng đèn cho bên tay trái và nháy nháy bên tay phải, tức là bên tay phải nó đang là 5 phút và các bạn chạm vào đây thì bên tay trái này đang là 10 phút và cái đèn sẽ hiển thị. Tiếp theo là tính năng tạm dừng. Ví dụ như cái bếp này của các bạn, nồi nó đang có hiện tượng chuẩn bị sấp như này thì các bạn muốn tạm dừng lại thì các bạn chỉ cần thao tác vào bên nồi này và ấn vào cái nút biểu tượng tạm dừng play and pause này như này. Đó. Thì nó sẽ tạm dừng toàn bộ bếp của các bạn lại. Và muốn bỏ tạm dừng thì các bạn lại thao tác lại vào cái nút này. Thì lúc này hai bên lò nấu của bạn ấy hoạt động như bình thường.
Trên đây là một số cái tính năng sử dụng của bếp IH6600EU. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.